Hello xin chào tất cả các anh em thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các anh em một cái mẫu xe đó là dòng Jupiter Fit 2003 với màu xanh và màu bạc các anh em của mình thì Jupiter Fit lần đầu tiên bán tại Việt Nam với động cơ là 115 nha các bạn được trang bị phanh kết hợp là phanh UBS độc nhất ở phân khúc dòng xe số cao cấp phanh kết hợp một chút mình sẽ nói về cái phanh kết hợp cho các bạn hiểu nắm rõ nha tại vì phanh kết hợp là khi trường hợp mà mình thắng gấp á, thì mình phanh cánh sau thì phanh trước uh, phanh trước nó cũng thắng luôn nha các bạn là mình thắng thắng sau kết hợp với thắng trước còn thắng thắng trước là không có thắng thắng sau nha các bạn thì uh, ngày 17 tháng 7 2022 hai uh, Yamaha Việt Nam vừa ra mắt cái mẫu xe số phổ thông đó là dòng Jupiter Fin đây là một cái sản phẩm xe số phổ thông thứ ba của Yamaha tại thị trường Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện trong nước nha các bạn. Trước đó thì mẫu xe này bán tại bên Thái Lan là năm 2017 các bạn. Dù dù gắn với tên gọi là Jupiter Fin nhưng sản phẩm không có mối liên hệ nào với dòng Jupiter chính hãng đã bán trước đây nhiều năm qua nha các bạn. Mẫu này là mẫu Jupiter mới được toàn từ diện mạo đến những cái tính năng được áp dụng trên cái dòng xe này nha các bạn thì ngoại hình Jupiter là trung tính, uh, hợp cho cả nam lẫn nữ luôn các bạn, uh, giống các mẫu uh, Honda trên nhiều phiên bản chính hãng, ví dụ như Wave, g uh, mẫu xe, xe số các bạn. Còn so với uh, dòng Yamaha mình là Super FI, nè, Jupiter, Jupiter FI, Jupiter Fin thì hai mẫu xe số sở hữu cái ngoại hình góc cạnh, chủ yếu hướng đến nam giới thì uh, Jupiter Fin là một cái thứ uh, gọi là Tẳng cấp mới nha các bạn à, ngôn ngữ được đối lập thời gian mà... phim bán ra với hai phiên bản các bạn phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp thì giống nhau về phần thiết kế nhưng chỉ khác nhau ở phần yên thôi các bạn phần yên đó các bạn thấy không một cái bên màu bạc của mình là được phối màu nâu là yên màu nâu với cái nhựa nhựa đen màu nâu. cực kỳ là mới luôn các bạn còn ở phiên bản tiêu chuẩn thì yên đen với cái nhựa đen nó màu đen luôn nha các bạn ừ. thì bên mà xe màu xanh được phối là xanh bạc đen còn bên xe màu bạc phiên bản cao cấp thì được phối là bạc với nâu nha các bạn phía ừ. đó mình sẽ quay các bạn thấy không sự mới mẻ từ cái góc cản các bạn được làm bầu hơn nha với phần đít đèn hậu sao bầu hơn như ở so với phiên bản trước là mà nó nó, nó, nó nhọn các bạn bên tay phải tay trái của mình là công tắc có pha xin nha với một cái nút còi còn bên tay trái của mình là chỉ có nút khởi động thôi nghe các bạn với một cái đặc biệt nữa thì mình sẽ nói cho các bạn về một cái ti một cái thiết kế nhỏ thôi nhưng mà nó mang lại cái sự cho các bạn nhiều đôi khi các bạn mà mà, mà... những các bạn mà như cái mỏng xi thường với CP thường thường là hay gắn cái gỗ nhỏ ở phía trước thì ở dòng Jupiter Fin thì được ha cũng thiết kế luôn một học nhỏ các bạn thấy không một cái học nhỏ phía trước cho mình để những cái vật dụng cá nhân như đôi khi mình để kiến hay là khẩu trang rồi đó các bạn à, còn các bạn nữ hay để mà kẹp đồ đó thì có cái học nhỏ rất tiện ích luôn nha các bạn ở dưới cái dòng Jupiter Fin này thì cái cốp nó cũng rộng để được cái mũ một cái mũ bảo hiểm nửa đầu và những vật dụng khác như áo mưa hay là mình để những cái dụng cụ sửa chữa chìa phá rồi các bạn các bạn thấy không một cái mẫu xe được thiết kế hoàn toàn mới à, các bạn sự mà cân bằng giữa cái phân khúc yên cho mình ngồi có cảm giác cực kỳ là thoải mái luôn nha các bạn à, yên của dòng Jupiter này lên xuống thoải mái với cái người ngồi sau các bạn Uh, nhất là cái phần khúc cản nè, nó thiết kế lùi về sau một tí cho cái cảm giác mình ngồi sau nó không có bị cắn cái cản nha các bạn. Các bạn thấy không? Một cái mẫu đèn hậu được thiết kế lớn và bầu để cho cái ánh sáng tất cả cái hộp đèn á nó 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 dễ nhận diện để cho người ta phân biệt khi mình muốn xi nhanh uh, qua trái qua phải hoặc mình uh, thắng stop các bạn. Các bạn thấy không? Một cái hộp nhỏ thôi nhưng mà nó rất tiền ít nhé. Thì ở mẫu Jupiter fin này mình còn thích nữa hai cái yếm trước các bạn nó che được cái phần chân các chân mình để các bạn nó ngồi trên chiếc xe uh, Jupiter này mình có cái cảm giác là cực kỳ là im luôn nghe các bạn một mẫu xe được thiết kế hoàn toàn hoàn toàn mới uh, tất cả các uh, được áp dụng những cái tính năng mới ở dòng xe màu xanh các bạn thấy không? được phối một cái yếm màu bạc để cho nó 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 khác nó là tạo điểm nhấn ở dòng Jupiter màu xanh các bạn ở phía trước uh, đầu xe uh, thì được uh, gạt bỏ những cái uh, bỏ rô và giảm hai dòng chữ để nhận diện sản phẩm các bạn. Bỏ cái, không có cái biểu tượng trước nha các bạn, nhưng ở dòng Jupiter fin này thì mình thấy á, cái mẫu đèn đèn pha thì cũng được thiết kế gọn hơn, vẫn sử dụng là bóng halogen các bạn. Nhưng một cái đèn pha được làm gọn hơn ở cái dòng Jupiter FI trước nha qua Với một cái điểm nhắn nữa là được thay đổi cái mình thích nhất là cái mẫu đèn xi nhan được tích hợp cái đèn định vị ở trong luôn uh, tạo nên một cái khối từ trên liền lạc xuống dưới đó các bạn thấy không với một cái điểm nhắn nữa là cái mà kết hợp giữa hai cái xi nhan đó gắn kết giữa hai cái xi nhan là một cái viền inox các bạn gắn kết giữa hai xi nhan liền lạc nguyên khối qua với trong cái xi nhan được có những cái cái uh, cái mạ nóc các bạn làm sáng cái khung xi nhan lên các bạn thấy không? Đó. À, thì ở xi nhan trước này này nè. Đó các bạn nếu mà các bạn nào mà thích mà, màu mình có thể mua hai cái bóng màu mình bỏ vô cái cái đèn định vị dưới đó, thì mình bật quả lên nó sáng đẹp lắm các bạn. Cái dãy đèn nó 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 tỏa lên cái cái sáng của ở dòng Jupiter nha các bạn. Ừ. Thì đèn pha halogen luôn sáng thì mình hoạt động À, yếm xe tạo hình chữ V kèm theo đó là hai cái xi nhan tích hợp nữa các bạn. Ừ. Các bạn thấy không? Đó. một cái mẫu xe được thiết kế cái yếm trước đó, thì nó kéo hình chữ Z, các bạn thấy không? Một cái mà phần trước để nó che chắn cái 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 chân mình để cực kỳ là mới lạ luôn với mình ngồi có cảm giác im lắm các bạn. Thì đồng hồ ở dòng xe này đồng hồ analog vẫn hiển thị các thông số như quãng đường nè uh, km mức xăng à, với à, những cái đèn như đèn báo bình nó quy luôn các bạn. ở trên xe này có báo bình nó quy luôn yếu luôn nha các bạn thì tất cả các phiên bản Jupiter đều lắp phanh đĩa trước là phanh đĩa đơn nha các bạn ừ. còn gọi à, còn phanh sau là phanh tăng tống còn gọi là phanh má đùm các bạn đó thắng kết hợp UBS các bạn thấy không? một cái mẫu thắng được thiết kế hoàn toàn mới đó các bạn thấy nguyên cái khối nhiều lắm nha khi mình bóp thắng trước thì cái thắng sau nó không thắng nó nhẹ cái cái cọng dây nó không có thắng, còn mình thắng thắng sau thì nó sẽ truyền lên cái cọng có một cái cọng dây cáp như dây con các bạn truyền lên nó sẽ kéo cái thắng nó thắng vô. Nó giúp uh, khi mình thắng thắng uh, nó nó cực kỳ là là vững chắc và an toàn các bạn. Cái công nghệ phanh thì vốn uh, đã có trên xe ga được hãng Nhật áp dụng đầu tiên trên dòng xe số đó chính là Jupiter các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Nhớ cho mình một like và một đăng ký để đón xem những video tiếp theo của mình nha. Chúc các bạn làm việc một ngày thật vui vẻ. Xin chào.